Thư họa tương tự như thư pháp. Trực viết chữ đẹp, có từ xưa bên Trung Hoa, nhưng là chữ Hán, bên Việt Nam là chữ Nho, là loại chữ tượng hình. Sau này khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, các nhà truyền giáo của Giáo hội Thiên Chúa Giáo mới nghĩ ra cách dùng chữ Latin tạo thành những tiếng tượng thanh để tạo cho tiếng Việt một cách viết đơn giản, dễ học, dễ nhớ. Mục đích của các vị truyền giáo trước tiên là phương tiện truyền thông giữa giáo sĩ và người bản xứ, giúp họ dễ dàng tiếp xúc, thuyết phục người địa phương trong việc truyền đạo. Khi người Pháp ổn định việc cai trị nước Việt Nam và triều đình Huế chỉ còn là bù nhìn, thì các kỳ thi chữ Nho chấm dứt. Người Pháp dùng tiếng Pháp trong văn thư để điều hành nguồn máy cai trị. Các cha cố dùng tiếng Việt ghi bằng chữ Latin trong việc truyền giáo. Loại chữ này được gọi là quốc ngữ. Thế là trong các hoạt động văn hóa của người Việt, chữ quốc ngữ chính thức được áp dụng. Năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim lấy quốc văn làm chuyển ngữ trong giáo dục. Lúc đầu, việc sử dụng chữ quốc ngữ còn rất vụng về, nhất là trong các kinh sách truyền giáo của Thiên Chúa Giáo. Nhưng khi áp dụng trong sinh hoạt, đời thường sinh hoạt, văn hóa, chữ quốc ngữ ngày càng trở nên tinh tế, chính xác. Những người có tay học áp dụng văn phạm pháp ngữ vào chữ quốc ngữ khiến cho việc diễn tả trình bày ý tưởng trở nên khúc chiết, sáng sủa. Sau này diễn tả trình bày ý tưởng trở nên khúc chiết, sáng sủa. Sau này Tự Lực Văn Đoàn đã đưa chữ quốc ngữ lên tột đỉnh của sự trong sáng. Mà đến bây giờ, như trong dân giới, vẫn chưa ai vượt qua được. Trong khi chữ quốc ngữ được phổ biến rộng rãi, nhất là trong trường học, thì những người viết chữ Nho cứ tàn lụi theo thời gian. Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Những sinh hoạt văn hóa chữ Nho chỉ còn lại ở các câu đối liệm, các bia ký, các mộ bia, các vụ tống táng, các lễ kỳ an, các văn tế ở đình làng. Đặc biệt trong ngày Tết, những câu đối, những câu chúc tụng nhất thiết phải bằng chữ Nho. Cho có vẻ truyền thống trí thức, và có lẽ vì ngày đó tổ tiên, ông bà, vong linh, những người quá cố về chung vui với con cháu trong mấy ngày Tết, thì những câu chúc tụng đó là của con cháu dâng lên tổ tiên, ông bà. Những vị này làm gì biết đọc chữ quốc ngữ? Rồi thì những câu đối Tết, những câu chúc năm mới, tân gia, cưới hỏi, chữ Nho gần như biến mất, thay vào là chữ quốc ngữ. Nhưng viết chữ quốc ngữ cũng phải làm cách nào cho đẹp. Ai cũng thích đẹp, viết chân phương thì còn gì thích thú. Thế là mỗi người mỗi ý, nhiều người viết mỗi tiếng vào những vòng tròn. Tất cả những chữ, những dấu, giọng phải tóm gọn vào trong vòng tròn đó. Đứng xa nhìn vào câu đối, giống như chữ Nho nhưng ai cũng đọc được, vì là chữ quốc ngữ. Một số người khác có hoa tay viết các câu chúc theo hoa hòe, cung chúc tân xuân, tân gia vạn hạnh, trăm năm hạnh phúc, thường được viết với nhiều màu sắc đẹp mắt. Đầu và cuối của một tiếng thường được họ thêm thắt vào thành hình con rồng chim phụng. Các dấu giọng như sắc quyền hỏi ngã, dấu mũ, dấu mốc được trình bày thành những con chim, con bướm, đóa hoa rất linh động. Những nghệ sĩ tài tử này thường đem những câu chúc rồng bay phượng múa đó bày bán ở các chợ thôn quê, ở lề đường, với giá văn nghệ gần như biếu để mọi người đem về dán lên tường.
trước cửa cho vui cửa vui nhà. Khoảng năm 1960, lúc còn ở Việt Nam, họa sĩ Vũ Hối cùng với Văn Giang là người đầu tiên khai sáng ra bộ môn thư họa Art Earth Handwriting, đã đưa nghệ thuật viết chữ quốc ngữ lên một trình độ cao hơn, và sau này Vũ Hối đem phổ biến khắp năm châu bốn biển, đến đâu cũng được mọi người Âu, Mỹ nhiệt liệt đón chào. Có người cho rằng thư họa chỉ đẹp khi viết bằng chữ Hán, chữ Nho, vì đó là loại chữ tượng hình. Họ còn bảo rằng những loại chữ tượng hình khi thư họa sẽ làm hiện rõ núi chẳng hạn. Người thư họa sẽ viết sao cho ra hình trái núi. Họ cho rằng như vậy là thi trung hữu họa, nghĩ như vậy là sai. Chẳng có nhà thư họa nào làm cái việc điên khùng đó. Thư họa phô diễn nội dung chứ không phải cái khung cảnh, cái hình thức thể hiện đề tài. Giống như một bài hát hay cần một giọng hát truyền cảm, đâu nhất thiết người hát phải uốn éo, nhăn mặt, nhíu mày để diễn tả bài hát mới gọi rằng hay. Cô Thái Thanh, cô Thanh Thúy, cô Khánh Ly, cô Lệ Thu, cô Ngọc Lan chẳng bao giờ ra điệu bộ khi hát mà chúng ta ai cũng công nhận là những ca sĩ thượng thặng. Ở Việt Nam hiện nay cũng có người nghĩ như vậy. Chữ gợi hình khi thư họa, ví dụ họ viết chữ tâm, chữ quốc ngữ, quả tim, tâm hồn, thì lại vẽ chữ tâm đó giống như quả tim. Có người lại sáng kiến ra cách khác, ví dụ vẽ chữ xuân thì nền của chữ đó là hoa nở bướm bay, cô thiếu nữ, cứ cho như vậy là thư họa. Nhưng là thư họa tầm thường, nếu Vũ Hối cũng làm như thế thì người thưởng ngoạn thư họa Âu Mỹ không thể tấm tắc khen ngợi được. Thư có nghĩa là chữ, họa có nghĩa là vẽ. Từ vẽ này cần trình độ rất cao để phân biệt thợ vẽ với họa sĩ. Thưởng ngoạn một bức tranh, điều cốt yếu trước tiên là phải xét đến đường nét. 50% giá trị bức tranh là ở đường nét, là kỹ thuật thể hiện cảm hứng. Vì được kỹ thuật mới nói đến nghệ thuật. Giống như học võ, trước tiên là phải đứng tấn cho vững. Tấn không vững thì đừng nói chuyện chiến đấu. Nghệ sĩ đã cầm đến cây cọ là phải buông thả cảm xúc vào đường nét. Họ có thể trong một lúc sức thần phát thảo xong một tác phẩm đẹp, giống như nhà thơ chỉ một phút cảm hứng đã có một bài thơ tuyệt vời. Tôi đã thấy Vũ Hối vẽ một bài thơ cỏ, ông đi như lướt trên lụa, nhanh, chính xác, sắc cạnh như dao cắt. Cái tâm, cái trí truyền xuống bàn tay cảm thông với cái hồn. Với ý nghĩa bài thơ khiến cây cỏ vẫy vùng theo những đường nét uyển chuyển, huyền ảo như một điệu lưng phụ. Ông vẽ thơ giống như bé ký vẽ ký họa. Chỉ khoảnh khắc là cái hồn của đức bức họa thể hiện. Nếu ta như nghe được tiếng động trong ký họa của bé ký, thì với Vũ Hối, nét bút ông như một cô vũ nữ yêu kiều đang muốn phải tận mắt nhìn ông vẽ thơ mới hiểu được cái đẹp, cái thú của thư họa. Không phải nổi hứng là ông vung bút bất kể quy luật, mà tất cả chữ đều được phô diễn theo một khuôn khổ riêng. Những bức tranh thư có thể giống nhau hay khác nhau, nhưng nhất định mỗi bức đều có tính đồng nhất của nó. Tùy theo nội dung ý nghĩa cần phô diễn, bạn có thể tìm thấy điều đó trong mỗi bức thư họa và có thể đem so sánh với bức thư họa khác. Ngày nay người thưởng ngoạn thư họa càng đông và mỗi người một cách, nhưng với kỹ thuật cao, với tài hoa vượt bậc,
Vũ Hối đã đẩy thư họa lên ngang hàng với hội họa. Truyền thống người Việt Nam là hiếu học, yêu chữ nghĩa. Ngày xưa trong dịp xuân về, dù nghèo sang, ai cũng muốn trong nhà có vài câu đối, vài câu chúc bằng chữ nho. Bây giờ không còn chữ nho, họ quay sang chữ quốc ngữ. Nhưng không ai thích thư chữ in ra từ computer. Nếu ông đồ nho không còn nữa thì ngày nay họ cần một ông đồ quốc ngữ. Người Việt ở Cali đã tìm được một ông đồ lý tưởng, đó là họa sĩ Vũ Hối. Họa sĩ Vũ Hối ở Maryland, miền đông Bắc Hoa Kỳ. Nhưng đến Tết, Liên hội Người Việt Bắc Cali, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức hội xuân. Làm gì họ cũng mời cho được họa sĩ Vũ Hối qua để họ xin chữ. Những câu chúc xuân, chúc Tết hạnh phúc, tiền tài, sức khỏe, sống lâu được ông thể hiện bằng những nét chữ bay bướm, thân tình, câu thơ đẹp thêm trang trọng, câu nói hay thêm thâm thúy, câu thơ yêu thương thêm nồng nàn là nhờ vào cái tài hoa của danh họa Vũ Hối. Trong ngày hội xuân, người nào cũng cố xin cho được một câu chúc Tết để treo trong nhà, cùng với chậu hoa, với bàn thờ tổ tiên cho thiên vẻ xuân. Dù xuân chỉ có trong tâm tưởng của người Việt tha hương. Có một chuyện thật cảm động mà họa sĩ Vũ Hối cứ nhắc mãi. Đó là trong dịp liên hội người Việt ở Bắc Cali, người họa sĩ Vũ Hối về tham dự hội Tết Xuân Giáp Thân. Đồng bào sắp hàng xin chữ của ông đồ Vũ Hối với nét chữ rồng bay phượng để đem về làm khung tranh trang trọng ở nhà cho đẹp mắt. Và theo họ, năm nào có chữ của ông đồ Vũ Hối thì năm đó phát tài, mọi sự hanh thông, cho nên mỗi năm hoa đào nở lại sắp hàng xin chữ. Người ta sắp hàng dài rất đông để xin chữ. Khi họa sĩ ngưng tay ngẩng lên thì thấy một đôi vợ chồng người mù đến xin chữ. Họa sĩ Vũ Hối hỏi: "Xin lỗi, anh chị mù có thấy đâu? Xin chữ làm gì?" Sau đó họa sĩ Vũ Hối xin anh chị cho biết quý danh để tặng. Anh nở nụ cười và nói: "Cảm ơn họa sĩ. Vợ chồng tôi mù nhưng còn sáng mắt, sẽ nhìn thấy vẻ đẹp chữ quốc ngữ qua nét thư họa của họa sĩ. Và tôi tên là Nguyễn Mão ở San Jose." Họa sĩ Vũ Hối lấy giấy hoa tiên với nét bút lả lướt viết câu thơ xuân tặng anh. Anh ta mân mê trang giấy và nói: "Giấy rồi sẽ nhào rách, đóng khung thì kiến sẽ vỡ, uổng công họa sĩ." Họa sĩ nói: "Tôi còn viết trên lụa nữa, nhưng ở đây không có nguyên liệu, tôi phải về Washington DC thực hiện, anh phải chờ ít lâu." Anh ta đáp: "Tôi chờ bao lâu cũng được, miễn sao có chữ của họa sĩ là quý rồi. Vậy anh cho tôi địa chỉ được không? Tôi ở nhà số đường vân vân." Anh Mão cho biết là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo bị mù đôi mắt. Khi được thả về thì chính quyền thời đó ở địa phương đuổi đi kinh tế mới. Trên kinh tế mới, anh kết duyên với một chị cũng bị mù mắt, đó là người vợ hiện nay của anh. Có người hỏi anh bị mù thấy gì đâu mà đi hội chợ xuân. Anh trả lời: "Tôi không thấy, nhưng tôi nghe được tiếng nói của đồng hương. Chừng đó cũng đủ giúp tôi đỡ nhớ đồng bào, nhớ quê hương Việt Nam." Quả thật, vợ chồng anh Mạo đã thực làm thư họa rồi về quê ăn Tết, vui sướng đi thăm bà con làng xóm bằng tâm hồn tình cảm
và sự tưởng tượng của họ. Bài viết này của Phạm Thành Châu nằm chung với trong quyển sách Nghệ thuật thư họa của Vũ. Quyển sách này tôi đã có duyên, giống như những clip video trước tôi có nói, đây là một cái duyên. Tôi quen một cái bác đó là người bạn thân của họa sư Vũ Huấn, bạn thân từ thời còn ở Việt Nam. Thì Vũ Huấn xem người bạn này như đàn anh, gọi là anh hai Đặng. Đã gửi từ bên Mỹ gửi sang và ký tặng họa sĩ Vũ Huấn cách đây 20 mấy năm. Thì tôi là người đối với bác, tôi coi giống như là một bậc thiền tri thức. Tôi rất còn trẻ, nhỏ tuổi bằng đứa con út, con trai út của bác, tôi gọi là bác Đặng. Thì bác thấy tôi ham thích về nghệ thuật nên đã cho tôi quyển sách này và nói đây là của Vũ Huấn tặng cho bác, bác trao lại cho con, nếu con thấy thích thì con tập viết theo. Giờ đây cách đây mấy năm bác Đặng đã ra đi, và đến ngày hôm nay thì họa sĩ Vũ Huấn cũng đã ra đi. Tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa và xem lại quyển sách này, tôi muốn ao ước thực hiện và làm được một điều gì đó. Và bắt đầu tôi tập viết để nhớ đến bác, để nhớ đến bác Đặng và nhớ đến họa sĩ Vũ Huấn như là một vị thầy. Tuy không phải là trực tiếp tôi được học với họa sĩ Vũ Huấn, nhưng tôi đã có nhân duyên, có một lần tôi đã tâm sự.